Trong ngành nông nghiệp hiện đại ngày nay, việc bảo vệ cây trồng khỏi sâu hại quả là một thách thức đầy cam go. Để giải quyết được vấn đề này, sản phẩm trừ sâu được ứng dụng rất là phổ biến, trong đó có thuốc Ayaya 4.5EC. Đây là một loại giải pháp hiệu quả và bền vững. Đây là một loại thuốc trừ sâu thảo mộc được chiết xuất từ cây nêm, với tác dụng là tiếp xúc và vị độc thấm sâu. Thuốc có khả năng diệt sâu nhanh chóng, mạnh mẽ và hiệu lực kéo dài, với khả năng diệt trừ nhiều loại sâu hại như là sâu đục thân, sâu đục quả hay sâu xanh, sâu tơ, nhện đỏ, rệp sáp và rầy xanh. Một chai 240ml thì ta pha cho 400 lít nước. Lượng nước phun là 400-600 lít trên 1 hecta, tùy theo cây trồng và thời gian sinh trưởng. Phun phòng ngừa và trị khi sâu vừa mới xuất hiện. Nếu sâu nặng thì nên phun lại 2 lần sau 5-7 ngày. Thời gian cách ly đó chính là 2 ngày. Bà con nào mà mình muốn mua có thể liên hệ vào số hotline 0776 400 038 để được tư vấn và mua hàng chính hãng. Hoặc mình cũng có thể truy cập vào website kỹsuhuy.vn để biết thêm chi tiết.